Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, từ năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã có sáng kiến và kêu gọi các cộng đoàn tín hữu tổ chức chương trình cầu nguyện được gọi là 24 giờ cho Chúa. Năm nay, chương trình này sẽ được tổ chức vào 2 ngày, thứ Sáu ngày 12 và thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021, tức là trước Chủ nhật thứ Tư mùa chay. Chủ đề được chọn cho năm nay lấy từ Thánh vị 103, Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi. Kính mời quý vị và anh chị em cùng với chúng tôi đọc chuỗi kinh Mân Côi năm sự thương và chầu Thánh thể để hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ. Thông với Giáo hội Hoàn Vũ và đặc biệt với Đức Thánh Cha, chúng con sẽ dâng giờ chầu này để đại diện cho dân Chúa cũng như cá nhân mỗi người trong chúng con, gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con, hãy cùng với Giáo hội Hoàn Vũ đền tạ và thức tỉnh với Chúa trong 24 giờ và lạy Chúa trong những ngày của mùa chay thánh này. Chúng con suy niệm tới sự thương khó của Chúa và qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria để chúng con phạt tạ tình yêu thương Chúa và cảm ơn sự thương khó Chúa đã đổ ra hy sinh để cứu chuộc chúng con. Năm sự thương thứ nhất, Đức Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, tai xin cho được ăn năn tội nên. Đêm đã khuya, Đức Giêsu đến vườn cây dầu để cầu nguyện. Là Thiên Chúa, Ngài thấu suốt những nỗi thống khổ. Từ cái hôn phản bội của Giuđa, lời thề chối bỏ, những lời vu cáo, những tiếng nhục mạ, những trận mưa roi, cơn khát, thập giá, búa đinh, giấm chua lưỡi đồng, những suối lệ dồn dập trước mắt Ngài. Chúa thấy rõ sự xấu xa và sự tàn phá của tội khiên. Nên là con người, Chúa quá sầu muộn, quá kinh hoàng, quá run rẩy, sợ hãi đến nỗi máu trào ra như mồ hôi. Cuộc tử nạn của Chúa bắt đầu từ đó. Bấy giờ tuy không chứng kiến trong vườn Gethsemane, nhưng mẹ Maria đã hiệp thông sự đau khổ vô cùng của con Ngài từ lúc Thánh Simeon nói lời tiên tri. Chúa và Đức Mẹ đang ăn năn tội thay cho nhân loại, thay cho mọi người chúng ta. Chúng ta dâng trục kinh này để xin mẹ Maria giúp chúng ta thực tâm ăn năn thống hối tất cả những tội lỗi chúng ta và cho nhiều người đang trong vòng nô lệ tội lỗi biết sám hối quay về với Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc là mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc là mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc là mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc là mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng
Và cầu phúc lành mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời hạnh phúc Đức Chúa Trời cùng bà và cầu phúc lành mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời hạnh phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc lành mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời hạnh phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc lành mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời hạnh phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc lành mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời hạnh phúc Đức Chúa Trời cùng bà cầu phúc lành mọi người nữ và Giêsu an lòng bà cùng phúc lành. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, tái sinh cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Đức Chúa Giêsu bị buộc vào cột đá, khiến Ngài phải đứng khòm lưng, hai tay Ngài bị trói vào nhau ngang tầm thắt lưng, áo Ngài còn đẫm máu tươi bị lột bỏ dưới chân. Bọn lý hình phần thì giận dữ, phần vì say máu, đứa này gậy đập, đứa kia roi quất ác liệt. Thân chứa bị cày lên biết bao vết thương sâu hoắm, tươm máu đỏ, vết sưng, vết bầm, các trận đòn đã xé nát thân thể Chúa. Thương tích Ngài cho lòng ta vô cùng tê tái. Ngài chịu tất cả vì yêu thương chúng ta. Chúng ta có một đau khổ nào của chúng ta có thể sánh với một phần đau khổ của Chúa? Chúng ta hãy dâng chục này, xin mẹ Maria giúp chúng ta biết hy sinh hãm mình, chấp nhận những khó nhọc kết hợp với những đau khổ của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước tham dục, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai, tái xin cho được mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Đánh đòn chứa xong, quân lính quây quần để bày trò chế giễu. Thiên hạ đã đồn và đã nhiều lần muốn tôn Chúa Giêsu làm vua, lên quân lính nhạo Ngài, mặc cho Ngài một áo đỏ, giả làm hồng bào. Phú Việt lính cho Chúa cầm là một cây que, chúng quỳ trước mặt Ngài và chế nhạo muôn tâu vua Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào mặt Ngài, giật lấy que gậy đánh bổ xuống đầu mạo gai. Trò hề đó được diễn đi diễn lại để dấy lên những thác cười xối xả, sỉ nhục và phỉ báng Chúa cả trời đất. Chúa đã cam chịu như thế để đền bù, để hạ nhiệt độ kiêu căng của chúng ta, để đi với chúng ta trong những tâm tình nặng trĩu của độc ác, dơ bẩn xúc phạm đến Chúa và anh chị em đồng loại. Chúng ta hãy dâng chục này xin Mẹ giúp chúng ta biết cam chịu sỉ nhục, nhẫn nhục, ăn ở khiêm như và từ tốn với mọi người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy
đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ từ Đức Chúa Giêsu vác thánh giá, tai xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. Đang khi Chúa chìm đắm trong đắng cay sầu khổ, bọn lữ hình bắt Chúa vác một cây khổ giá nặng cả trăm cân, dài 4,5 mét, ngang 2,5 mét. Chúa đi trên khúc đường khốc khảnh, đầy sỏi đá, dài 700 mét. Ngài đã bị đánh đòn, bị hành hạ suốt đêm, không còn hình tượng người ta, làm sao vác nổi. Ngài cố bước đi, nhưng lảo đảo, Chúa đã phải quỵ ngã 3 lần. Trên đường đến tử địa, đã có mẹ cùng đi, nhìn đôi mắt mẹ đẫm lệ. Mẹ chăm chú nhìn con với tấm lòng tan nát dạt dào yêu thương. Chúa đã gặp được ánh mắt ủi an cảm thông, khích lệ để đi hết con đường sầu khổ, hoàn tất công cuộc cứu rỗi nhân loại. Chúng ta dâng trục kinh này để xin mẹ song hành với chúng ta trên đường thánh giá mỗi ngày, từ các bổn phận của đời sống chúng ta cho đến khi mẹ đưa chúng ta về nước trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ năm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Tai xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá chứa. Đúng trưa ngày thứ sáu, Chúa chịu đóng đinh treo thập giá. Đôi mắt Ngài, mặc dù sưng húp, vẫn gượng mở ra và nhìn xuống để trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Và Thánh Gioan đại diện nhân loại nhận Mẹ làm Mẹ. Này là Con của Mẹ, này là Mẹ của Con. Từ đó nhân loại có một người Mẹ nhân từ luôn luôn chăm sóc cho đoàn con đang trên đường lữ hành đầy trông gai và cạm bẫy. Đến 3 giờ chiều, Chúa thốt lên mấy lời cuối cùng: mọi sự đã hoàn tất. Rồi Ngài gục đầu xuống tắt thở. Chúng ta dâng trục kinh này xin Chúa cho chúng ta nhiều sức mạnh, ý chí và nghị lực để từ bỏ mọi sự và chính mình, để tuân phục thánh ý Chúa với bất cứ giá nào. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lớn mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời, ở cùng bà có phúc lớn mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn phước Đức Chúa Trời, cùng bà có phúc là mọi người nữ, và Giêsu an lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được hay. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva, ở chốn thánh đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bảo chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đây, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Ôi quan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Xin đứng. Và lạy Chúa trong năm của Thánh Giuse, Giáo hội đã rộng ban cho chúng con khi suy niệm và noi theo công đức của Thánh cả Giuse, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha thì sẽ được lãnh ơn toàn xá để chỉ cho các đẳng linh hồn. Chúng con vừa nhờ mẹ Maria qua 50 kinh mân côi của sự thương. Giờ đây chúng con với bài ca Thánh Giuse, chúng con hướng về Thánh cả Giuse. Xin Ngài thương giúp mỗi người trong chúng con biết noi gương Thánh cả Giuse trong cuộc sống đức tin, trở nên một người công chính,
và đặc biệt biết quản lý xứng đáng những kho tàng Chúa trao ban cho chúng con, gia đình chúng con, những người thân thương của chúng con. Chúng con hướng về Thánh Thể Chúa với lời kinh đền tạ trái tim Chúa, trái tim đã rộng mở để yêu thương chúng con, đã dốc cạn máu huyết vì yêu thương chúng con, để trao ban cho chúng con giới luật yêu thương và mời gọi chúng con biết yêu thương như Chúa đã thương yêu chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc kinh đền tạ trái tim Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người qua bôi, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dễ dỗi. Nay chúng con xâm mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền bù những sự vô nhân bất nghĩa, thắp thiên hạ hằng ngàn sĩ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy. Song lẽ chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã nội nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàn rồi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là đấng chăn chiên dẫn đàn chính thần, hoặc khinh dễ những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội, mà dạy bỏ giới răn Chúa là ách êm mai dịu dàng. Bấy nhiêu tội đang khóc lóc đau đớn giường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thầy, lại dốc lòng đền riêng những tội này, như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục sâu xa làm dịp cho kẻ hay còn thanh sạch mất lòng khiết tình, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lòng môn phạm đến Chúa cùng cả thánh, những lời sỉ nhục phỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dễ, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép bi tích yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tạ chung các nước thiên hạ, hằng trông cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời hội thánh Chúa truyền dạy,
chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy. Ít là chúng con xin dâng công đền tội, xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà nay còn dâng lên bàn thờ mỗi ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa. Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa dung, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thánh sạch, giữ luật phúc âm cho tròn, nhất là luật nên Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa. Ấy thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kéo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dù cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu. Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con, thật lòng kính dâng mà ta Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đô, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống, hằng trí cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. Ở trong tất cả những người được sinh ra là thân phận con người, có lẽ Đức Maria, người mẹ tinh tuyền, đã chịu đau khổ để đồng công kiểu chuộc tội với Chúa. Cho nên chúng con hướng về mẹ, chúng con cũng xin dâng lời để đền tạ, để tạ lỗi với mẹ. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc kinh đền tạ trái tim Đức Mẹ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ Chúa Trời và là Nữ Vương cả Thiên Thần cùng cả và loài người ta, chúng con cảm đổi ơn Chúa ba ngôi cực thánh, rất đáng thờ phượng cung kính, đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển. Chúng con tin hết thảy các điều hội thánh dạy, tin về những sự cao xa, quyền phép, lòng lành và nhân đức Đức Mẹ. Nhất là chúng con tin kinh Mẹ, từ thuở dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông, Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu, mà còn trong đời đồng trinh trong trăng. Mẹ là đấng rất mực thánh thiên và đã vượt trên cả loài người cùng các thiên thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn và hằng trung tín cùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đang gọi là đấng đồng công cứu chuộc loài người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế. Mẹ là đấng giữ kho cùng là cửa thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phán mọi ơn Chúa. Sau hết, Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất, Mẹ là Hoàng hậu, là Nữ Vương các thiên thần cùng cả loài người ta. Chúng con ai mộ cao rao Mẹ là đấng toàn năng, bởi lời Mẹ xin cùng Chúa và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta, cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khổ,
vì mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin mẹ. Và nhiều khi mẹ cũng kiếm cứu cả những kẻ chưa kêu đến mẹ nữa. Ôi, lạy mẹ thâm ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu. Xin đoái nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ mẹ, vì muôn ơn lành mẹ cầu bầu cho toàn thể hội thánh cùng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ mẹ vì hết mọi ơn mẹ ban. Lạy nữ vương cùng là mẹ hay thương xót, xin mẹ thứ tha các điều chúng con bội bạc cùng mẹ. Chúng con xin đoán hứa từ nay, nhờ ơn Chúa Giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính, yêu mến và bắt chước mẹ hơn trước. Lạy mẹ rất tốt lành êm ái, xin mẹ thứ tha những lời nói hoặc bài viết xúc phạm đến mẹ. Xin mẹ thứ tha những tội bất kính thương anh mẹ và những điều sỉ nhục bội bạc làm cho trái tim mẹ phải đau đớn. Xin mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa. Chớ chỉ chúng con được hợp cùng các thiên thần, các thánh và các người lành, hằng ngợi khen mẹ ở trên trời dưới đất, mà đền ta những tội ơn nghe ấy cho cân xứng. Xin mẹ đoái thương chứng nhận lòng chúng con mến mẹ. Xin mẹ hãy tỏ ra mẹ là mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đang gọi và được nên con thật mẹ. Amen. Và trong năm Thánh Giuse, chúng con chạy đến với Thánh cả Giuse, cũng để xin Ngài như xưa, Thánh cả đã trông coi gia đình Thánh gia, đã bảo vệ mẹ Maria và nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Thánh cả Giuse đã sống một đời sống ẩn dật khiêm nhường, nhưng đầy đức tin sâu sắc. Chúng con trong năm Thánh này chạy đến Thánh cả để xin Ngài cũng cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Và chúng con xin dâng tất cả các tâm tư khẩn nguyện chạy đến Thánh cả Giuse để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, để lãnh ơn toàn giá mà giáo hội đã rộng ban cho chúng con trong năm Thánh cả Giuse này. Chúng ta cùng nhau đọc kinh cầu xin Thánh Giuse. Lạy Thánh Giuse là đấng bảo trợ hội thánh, chúng con hiến tôn cầu xin. Ngài là người cha yêu thương, thế mình chăm sóc gia đình Nazareth, hy sinh cả cuộc đời để phục vụ chương trình của Thiên Chúa. Xin dạy cho từng người chúng con luôn biết chọn yêu thương là lẽ sống, và làm cho mọi người trên thế giới biết sống yêu thương nhau. Ngài là người cha dịu dàng nhân ái, đã dạy Chúa Giêsu thơ bé nhưng bước đi đầu đời trong cuộc sống làm người. Xin dẫn dắt chúng con trên đường đời, xin nâng đỡ sự yêu hẹn của chúng con, và giúp chúng con mỗi ngày thăng tiến trong đời sống đức tin và trong ân sủng của Thiên Chúa. Ngài là người cha hằng vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đã đón nhận mẹ Maria và hết lòng chăm sóc Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết thực hành thánh ý Chúa trong đời
và giúp chúng con chu toàn bổn phận Chúa trao phó. Cho dù cuộc sống nhiều thay đổi bấp bênh, Ngài là người cha luôn chấp nhận với lòng quảng đại dự định của Thiên Chúa, luôn tin tưởng vào chương trình của Chúa dù chưa thấu hiểu tỏ tường. Xin mở lòng chúng con đón nhận điều Thiên Chúa mời gọi, để chúng con quảng đại đón nhận thánh ý Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Ngài là người cha can đảm đầy sáng tạo, không chùn bước trước các khó khăn và thử thách. Xin khơi dậy trong lòng chúng con tinh thần hăng hái, để chúng con tìm kiếm những nẻo đường mới mẻ nhằm xây dựng thế giới hôm nay thắm tình bác ái yêu thương. Ngài là người cha siêng năng làm việc, là bác thờ mộc gương mẫu, nuôi dưỡng gia đình bằng chính công sức của mình. Xin cho mọi người có công ăn việc làm thích hợp, được hưởng thành quả công việc mình làm cách xứng đáng, và phẩm giá của mọi người được tôn trọng. Ngài là người cha âm thầm trong bóng tối, luôn xóa mình để chương trình của Thiên Chúa được tỏ hiện. Xin cho chúng con biết khiêm tốn để Thiên Chúa hướng dẫn, và chỉ biết tìm vinh quang nước Chúa mà thôi. Amen. Và lạy Chúa trước thánh thể của Chúa, chúng con thinh lặng trong đôi giây lát để dâng lên Chúa các cái tâm tư khẩn nguyện thầm kín của chúng con, cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đoàn và cho giáo hội của chúng con, cũng như cho thế giới trước cơn đại dịch này. Xin quyền năng của Chúa, tình yêu của Chúa, của mẹ Maria và thánh cả Giuse, cho thế giới chúng con sống được thoát qua được cơn đại dịch này, để chúng con có thể sống một đời sống thường nhật, biết tôn thờ phụng vụ Chúa và yêu thương anh chị em của chúng con. Và trong tâm tình khiêm hạ, tha thiết chúng con cảm tạ Chúa vì chuyến tông dư của Đức Thánh Cha tại vùng đất Iraq đã đem lại những thành công đúng như mong ước của Đức Thánh Cha. Ngài là sứ giả của hòa bình, của yêu thương, mang tình Chúa đến cho một dân tộc, cho vùng đất Trung Đông nhiều thương đau, khổ đau dằn vặt, biết sống yêu thương và biết hòa đồng với nhau như tổ phụ Abraham, để tất cả là một gia đình của nhân loại. Chúng con cũng cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong chuyến tông du sắp tới của Ngài tới nước Hungary và Slovakia. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, xa tan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người căm gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hiu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan của Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôn vinh Thánh Trời, Giêsu chí thân. Ơn thân trong hình bánh nho màu. Này là của lương thực thiên thần. Đây chính thật mọi lời ân máu để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại. Ôi kinh lạy thánh thể tình yêu. Giêsu Chúa ơi, con tôn kính Chúa. Chúa yêu con trong mình máu bánh rượu. Vì thương chúng con nên đành hạ đem hiến dân nuôi hồn chúng tư hèn. Tình yêu thương nào ai đã bao hèn. Ôi kinh lạy Chúa cả trời cao. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cầu khổ nan Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính màu nhiễm bình máu thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hướng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là Thiên Chúa hằng song hằng trí cùng Đức Chúa Cha, cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mời gọi chúng con hãy tỉnh thức với Chúa một giờ. Chúng con hiệp thông với Đức Thánh Cha và với toàn thể giáo hội. Trong 24 giờ này, chúng con sẽ cố gắng để thức với Chúa một giờ hoặc hơn nữa, để đền tạ, để cảm tạ, để tạ ơn vì những hồng ân tình thương Chúa đã ban cho chúng con. Đặc biệt, Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng chính mạng sống của Chúa. Xin tình thương của Chúa chúc lành cho chúng con, gia đình chúng con và tất cả những người chúng con thân mến. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Giờ đây chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria qua một bài hát để cùng với mẹ tạ ơn Chúa và tiếp tục xin Chúa tuôn đổ môn học ân xuống cho chúng ta. Hôm nay tương lai và suốt đời.
lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bầy trong gian chân muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Xin chân thành được cảm ơn anh chị em đã thức với Chúa một giờ để đền tạ Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Xin quý vị, xin chúc quý vị một ngày hoặc một đêm an lành trong tình thương của Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.